Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thành phố A lúc 21 h trên bàn máy vi tính tại chung cư Sky tầng thứ 10 có một mẫu mộ nữ đang vô cùng tức giận bất bình thay cho số phận nhân vật nữ phụ mà nàng đang đọc. Trong căn phòng lúc này là tiếng chửi của nàng nào đó bà tác giả này chắc thù hận cái tên đẹp đẽ của ta đây hay sao mà lại cho ta làm nữ phụ thảm này. Vì mà nữ chính nhân từ bảo nam chính nương tay nhưng nữ phụ cố chấp nên nam chính hợp tác hành hạ tra tấn đến chết. Hừ. Truy cập vào phê bình mới được trên diễn đàn truyện thiên sứ sinh. Đẹp là vô số dòng bình luận chửi rủa nhân vật nữ phiện nàng nào đó tức xì khói và kết quả lào sòi lanh thang, nữ phụ ác độc chết vậy là nhẹ Lolita, yêu nữ chính chết mất, vô vàng bình luận xin lượt bớt, tiểu ngôn ngôn, ta nguyền rủa bà mẹ ghẻ tác giả kia, ta mà là nữ phụ ta sẽ xử đẹp con nực đề nghị thay đổi kết cục nữ phụ tiểu ngôn tắt máy đi ngủ nàng nào đó vẫn còn bực bội nhất định sáng mai sẽ liên hệ với tác giả đáng ghét kia không gian im lặng bỗng xuất hiện những vần sáng nhỏ li ti rồi chợt. Lớn dần bao phủ hết người tiểu ngôn mang linh hồn nàng vào một thế giới nàng không ngờ tới, bi kịch sẽ xảy ra nhưng chưa biết là với ai mà thôi. Trong giấc mơ là khung cảnh khiến nàng hỗn loạn tiểu ngôn vì sao cô lại ngu vậy, chết mới là giải thoát cho cô đồ ngu ngốc tiếng ai gọi ta vậy trời. Ơ ờ mà khoan sao khung canh này giống nội dung câu chuyện máu chó kia vậy, tê cô gái kia sắp té ngã rồi làm sao giờ, cô ơi đừng chạy, a a a a a a tiếng thét của cô gái đó, ta chạy lai gần bỗng một lực hút kéo ta vào và ta không còn thấy gì nữa, tiểu ngôn sẽ ra sao cô ấy đi đâu, các bạn đoán nhé. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.